Thu Hà Nội, dàn sao Hoàng Anh Gia Lai vẫn nhận vinh dự chưa từng có trong sự nghiệp. Để thu Hà Nội với tỷ số 0-2 ở trận bán kết, giấc mơ vô địch cúp quốc gia 2022 đã chính thức kết thúc với Hoàng Anh Gia Lai. Đáng chú ý, trận thua này vẫn tiếp tục kéo dài thống kê buồn khi đội bóng phố núi vẫn chưa thể có lần đầu tiên lên ngôi tại cúp quốc gia, với thành tích tốt nhất là Á quân 2010. Ngay sau trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã được ban tổ chức cúp quốc gia 2022 trao giải đồng hạng 3 cùng với câu lạc bộ Thanh Hóa. Ở trận bán kết còn lại, đội bóng xứ Thanh cũng không thể tạo nên bất ngờ khi để thua Bình Định với tỷ số cách biệt 0-4 và chấp nhận nhìn Bình Định và Hà Nội vào chơi ở chung kết. Dù bị loại ở bán kết, tuy nhiên chiếc huy chương đồng của cúp quốc gia 2022 cũng là chiếc huy chương đầu tiên của lứa 1 Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG kể từ khi được đôn lên đội 1. Đáng tiếc, đây cũng có thể là mùa giải cuối cùng mà lứa cầu thủ tài năng này được thi đấu cạnh nhau một cách đầy đủ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!